Nhận định bóng đá Southampton với Man City. 22 giờ ngày 19 tháng 12, vòng 14 Premier League. Man City đang chơi tệ đi rõ rệt trong những trận gần đây. Trong khi đó, Southampton lại hiên ngang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vì thế, nhiều khả năng đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ lại xa lầy ở sân khách. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Hai vòng gần nhất, Man City đều không thể giành chiến thắng. Đó là những kết quả rất thất vọng với đội quân của Pep Guardiola. Trên sân Old Trafford hôm 13 tháng 12, không ai còn nhận ra một Man xanh từng là cỗ máy tấn công hủy diệt số 1 của Premier League nữa. Hôm đó, Man City chơi với tâm lý sợ thua nhiều hơn là muốn giành 3 điểm bằng mọi giá. Đó là 90 phút minh chứng cho sự đi xuống về chất lượng lối chơi của Man xanh ở mùa này. Chưa hết, hôm giữa tuần vừa rồi, mặc dù được đá sân nhà nhưng đội bóng của Pep cũng để đối thủ mới lên hạng là West Brom cầm hòa 1-1. Trận hòa đó có khác gì một thất bại của Man xanh? Chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, chỉ trừ mỗi việc đưa được bóng vào lưới đối thủ. Pep thốt lên đầy thất vọng ở buổi họp báo sau trận đó. Đúng vậy, phát biểu của Pep đã chỉ ra vấn đề của Man City mùa này. Họ đã tấn công kém đi rất nhiều so với mùa bóng năm ngoái. Những số liệu nói lên điều này. Mùa 2020/21, Man xanh chỉ có trung bình 1,5 bàn thắng trận, sút trung bình 16,2 lần trận, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 9,3, số lần chạm bóng trung bình trận trong vòng cấm địa đối phương là 32,4. Mọi con số này đều kém hơn nhiều so với mùa 2019/20 với lần lượt 2,7 bàn thắng trận, 19,6 cú sút trận, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 13,7% và số lần chạm bóng trong vòng cấm là 42,6. Chưa hết, số bàn thắng từ những quả tạt của Man City cũng giảm đi rõ rệt, từ 18% mùa trước xuống còn 6% mùa này. Trong đó, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn đang ở mức báo động. Trong hai trận hòa gần nhất, không phải là Man City không có cơ hội ghi bàn, mà là chính các chân sút của họ đã quẳng đi những cơ hội ngon ăn nhất. Chỉ riêng trong 10 phút cuối trận gặp West Brom, De Bruyne đã hai lần đặt đồng đội vào cơ hội dứt điểm ở khoảng cách chỉ 6,7m, nhưng Raheem Sterling đều bỏ lỡ. Sự vô duyên của những giải pháp thay thế Sergio Aguero đã khiến Man xanh mới có vỏn vẹn 18 bàn trên 12 trận. Trong hoàn cảnh đó, Man City rõ ràng có nhiều nỗi lo trong chuyến hành quân đến sân khách. Southampton đang chơi cực hay mùa này, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 13 trận đã chứng minh điều đó. Vòng đấu trước, Southampton đã lấn lướt Arsenal ngay tại Emirates và nếu dứt điểm tốt hơn thì họ đã ra về với 3 điểm trọn vẹn. Về cơ bản, Southampton của huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl TTL là đội bóng có lối chơi mạch lạc, trường phái rõ ràng. Sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm Wood Robu có khả năng kiểm soát bóng tốt. Ở phía trên, bộ đôi tiền đạo Danny Ings, Che Adam đang có phong độ rất cao. Vì thế, đây sẽ là đối thủ đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn cho Man City. Cũng đừng quên trong lần gần nhất hành quân đến sân khách, Man xanh đã phải nhận thất bại 0-1. Họ hoàn toàn có thể xa lầy tối nay. Dự đoán Southampton với Man City 1-1.